Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 15 tháng 4 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La nhằm đánh giá kết quả phối hợp toàn diện giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Sơn La từ năm 2022 đến hết quý 1 năm 2024. Hưng Yên là đầu tiên tổ chức liên hoan ẩm thực. Đảm bảo chất lượng thương hiệu mật ong Hoa Nhãn Hưng Yên. Sẵn sàng các điều kiện tổ chức lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 14 tháng 4, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hưng Yên với tỉnh Sơn La từ năm 2022 đến nay, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn tỉnh Sơn La có các đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thực hiện biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hưng Yên với tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025. Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Sơn La đã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị địa phương của hai tỉnh triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành lĩnh vực quản lý và điều kiện thực tế của từng địa phương. Các sở ngành, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện thành phố của tỉnh Sơn La đã nghiên cứu trao đổi học tập kinh nghiệm về quy hoạch giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư quản lý vận hành khai thác các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để vận dụng trong quá trình thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La nghiên cứu hợp tác với trung tâm sản xuất giống cây ăn quả tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của trung tâm giống cây trồng vật nuôi thủy sản Sơn La trong sản xuất cung cấp giống cây ăn quả. Tỉnh Sơn La đã thành lập quỹ học bổng Tô Hiệu. Đến nay đã vận động và duy trì được quỹ trên 15 tỷ đồng. Hàng năm, tỉnh Hưng Yên đã liên kết đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên trình độ trung cấp cho khoảng 6.000 lao động của tỉnh Sơn La. Tỉnh Sơn La hỗ trợ duy trì từ 15.000 đến 18.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cụm khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, phối hợp tổ chức từ 3 đến 5 phiên giao dịch tư vấn giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong quý 1 năm 2024, có trên 17.000 lao động của tỉnh Sơn La làm việc tại tỉnh Hưng Yên với mức lương trung bình từ 7 triệu đến 8 triệu đồng một người trên tháng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận và chúc mừng những thành tựu kết quả tỉnh Sơn La đã đạt được thời gian qua và mong muốn thời gian tới, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Sơn La tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực mà mỗi địa phương có lợi thế, đào tạo lao động có trình độ tay nghề cao, phù hợp với yêu cầu của thị trường, hỗ trợ trao đổi học tập kinh nghiệm, triển khai cơ chế chính sách, phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình an sinh xã hội với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tỉnh Hưng Yên cũng nên học hỏi từ các cái mô hình sản xuất nông nghiệp, và tôi đề nghị là chúng ta cũng cùng nhau làm, cùng nhau hợp tác để hình thành các cái mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn dựa trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Tôi nghĩ là chúng tôi cũng có rất nhiều các kinh nghiệm về phát triển công nghiệp, đặc biệt là phát triển hạ tầng công nghiệp, các khu công nghiệp rồi các cụm công nghiệp, rồi các kỹ năng về thu hút đầu tư. Thì cái này chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ cho Sơn La trong vấn đề phát triển về công nghiệp, văn hóa, du lịch. Đây là những lĩnh vực mà chúng ta đều là những vùng đất mà rất giàu có về các giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử. Đấy, cho nên chúng ta có thể chia sẻ và gắn với đó để hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên cũng sẽ tiếp tục tham gia và đồng hành để giải quyết những vấn đề về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chúng ta trong thời gian tới đây, chúng ta đã làm tốt cái công việc này thì chúng ta tiếp tục duy trì và làm tốt hơn nữa trong thời gian tới đây, vì cái mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt, những tình cảm hết sức quý báu của tỉnh Hưng Yên đã dành cho tỉnh Sơn La trong thời gian qua. Thời gian tới, mong rằng tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp với tỉnh Sơn La thực hiện có hiệu quả các nội dung, biên bản ghi nhớ mà hai tỉnh đã ký kết, nhất là chương trình an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động tỉnh Sơn La, xóa nhà tạm, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, xây dựng cơ chế chính sách trong công tác thu hút đầu tư, cơ chế giải phóng mặt bằng giao đất cho thuê đất cho các nhà đầu tư, việc quản lý và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Hưng Yên thì cần lao động, Sơn La thì lại đang thừa lao động. Chúng tôi rất là muốn đưa đi để mà xóa đói giảm nghèo. Liên quan đến vấn đề dịch vụ du lịch thì cái này thì các đồng chí cũng đã làm tốt, thì chúng tôi cũng làm một cái mũi nhọn. Thì cũng mong là các đồng chí tiếp tục giúp đỡ cho Sơn La. Các đồng chí tiếp tục sẽ hỗ trợ về công tác an sinh xã hội, đặc biệt là công tác xóa nhà tạm. Từ cái việc tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an giúp cho Vân Hồ 1.244 nhà thì chúng tôi cũng đã chủ động thực hiện. Đến giờ này kết quả là đã xong được 10 trên 12 huyện, 100% là xóa xong nhà tạm. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã trao 1 tỷ đồng cho quỹ học bổng Tô Hiệu. Quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đồng thời giới thiệu quảng bá văn hóa ẩm thực du lịch đặc sắc của tỉnh Hưng Yên đến du khách trong nước và quốc tế. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4 tới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất tại Bảo tàng tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được ban tổ chức khẩn trương hoàn thiện để liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp. Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất có quy mô 60 gian hàng trưng bày, giới thiệu hơn 100 món ăn tiêu biểu, các đặc sản sản phẩm OCOP của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hưng Yên và các tỉnh Nghệ An, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Sơn La. Mỗi địa phương đều có những món ngon, đặc trưng, ẩm thực riêng sẽ góp phần mang lại sự phong phú đa dạng về văn hóa ẩm thực, phục vụ nhu cầu thưởng thức mua sắm của người dân và du khách trong kỳ liên hoan lần này. Ngoài ra, trong 3 ngày diễn ra liên hoan còn có chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn độc đáo như hội thi gói bánh chưng bánh dày, trình diễn nghệ thuật hát ca trù, hát chống quân, hát chèo và giao lưu văn hóa văn nghệ. Là một trong những hộ kinh doanh được ban tổ chức mời tham gia liên hoan, bà Hoàng Thị Anh, chủ quán Bún Thang Phố Hiến Xưa ở đường Trưng Trắc, thành phố Hưng Yên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt từ nhiều ngày nay để giới thiệu đến thực khách gần xa đặc sản bún thang lươn nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên. Chuẩn bị tất cả các nguyên liệu thật chu đáo, nguyên liệu tốt nhất, ngon nhất để làm ra bát bún thang để mời tất cả các khán giả, các quý vị thưởng thức. Đây là năm đầu tiên tỉnh Hưng Yên tổ chức liên hoan ẩm thực, cho nên các hoạt động của liên hoan được ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng. Các đơn vị đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, thi công, dàn dựng, gian hàng và các hạng mục trang trí tổng thể, đảm bảo điều kiện phục vụ tổ chức về mặt bằng, an ninh trật tự, sẵn sàng cho lễ khai mạc liên hoan vào sáng ngày 17 tháng 4 tại Bảo tàng tỉnh. Không chỉ của Hưng Yên chúng ta mà của cả các tỉnh bạn, rồi cả của các cái tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nữa. Đây cũng là dịp để Hưng Yên chúng ta thông qua cái liên hoan ẩm thực lần thứ nhất này quảng bá được, giới thiệu đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước biết đến các cái sản phẩm ẩm thực nổi tiếng của Hưng Yên. Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên là hoạt động xúc tiến du lịch tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên trong năm 2024 nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực du lịch của tỉnh, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa ẩm thực du lịch Hưng Yên với chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa ẩm thực với các hoạt động văn hóa mang bản sắc vùng miền. Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2024 hứa hẹn sẽ mang đến cho nhân dân và du khách một bữa tiệc văn hóa ẩm thực đầy màu sắc, kỳ vọng sẽ trở thành thương hiệu của du lịch Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, do năm nay tỷ lệ nhãn ra hoa giảm, trong khi số chạy ong về Hưng Yên khai thác mật tăng cao khiến cho sản lượng mật ong thu được của từng chạy ong đều bị sụt giảm. Trong bối cảnh này, việc đảm bảo chất lượng thương hiệu mật ong hoa nhãn Hưng Yên càng cần được chú trọng.
Hai anh Cù Duy Đăng và Cù Sĩ Quý ở tỉnh Đắk Nông đã có hơn 10 năm mang ong về Hưng Yên lấy mật hoa nhãn. Các anh cho biết mật hoa nhãn thơm ngon sánh mịn nên giá bán cao và thị trường tiêu thụ tốt hơn hẳn các loại mật hoa khác. Với 600 thùng ong, các năm trước trung bình mỗi năm, hai anh thu được gần 5 tấn mật hoa nhãn. Tuy nhiên năm nay, sản lượng thu được giảm khoảng 30%. Do năm nay là mọi nơi không có hoa, ong tập trung hết về Hưng Yên mình. Lượng ong dày quá nên sản lượng nó kém đi. Tôi làm các loại mật khắp nơi nhưng mà chỉ có duy nhất ở Hưng Yên mật nhãn này thì tiêu thụ và bán lẻ là người dân ưa chuộng nhất. Tại vì mật nhãn rất là thơm ngon, sánh mịn. Việc sản lượng không đạt còn có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng mật ong hoa nhãn. Nếu các trang trại ong tận dụng quay vòng sớm hoặc bổ sung thức ăn cho ong ngoài mật hoa. Chính vì vậy, trong quá trình khai thác và thu mua mật ong, các cơ sở hợp tác xã trên địa bàn có nhiều biện pháp liên kết đặt hàng, tăng cường kiểm tra, quy trình nuôi tại trại ong hàng ngày, thậm chí chấp nhận giảm sản lượng thu mua để đảm bảo uy tín, chất lượng và thương hiệu. Một vòng người ta quay độ 4-5 ngày tuần, chúng tôi đặt mười mấy ngày mới quay để đảm bảo cái thủy phần nó đặc. Sau đó chúng tôi về, chúng tôi cũng phải đưa vào máy xem xét, tức là cái lượng đường có đạt yêu cầu không thì tôi mới lấy, chứ còn nếu không đạt mà lấy kiên quyết không lấy. Thì hợp tác xã chúng tôi đã ký liên kết với các hộ nuôi ong là đặt ong tại nhà vườn của hợp tác xã vào đúng vùng hoa nhãn Việt Gáp, chăm sóc theo đúng quy trình tiêu chuẩn khắt khe của hợp tác xã đề ra, và chúng tôi đã giãn cách thời gian dài giữa hai vòng quay để đảm bảo được độ sánh mịn đậm đặc và thơm ngon của mật ong hoa nhãn Hưng Yên. Tuân thủ quy trình sản xuất, quy chế kiểm soát chất lượng là việc làm quan trọng để giữ vững thương hiệu, bảo vệ và phát triển sản phẩm mật ong hoa nhãn Hưng Yên. Nhất là khi thời gian qua, lực lượng chức năng các địa phương đã phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm nhái nhãn hiệu mật ong Hưng Yên. Mật ong hoa nhãn Hưng Yên đạt tiêu chuẩn chứng nhận nhãn hiệu phải có màu vàng óng, đặc sánh, thơm mùi hoa nhãn. Sau khi thu hoạch, được bảo quản và cất giữ cẩn thận để được lâu mà vẫn đảm bảo hương vị ban đầu. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và xây dựng huyện trở thành đô thị trong thời gian sớm nhất, thời gian qua huyện Yên Mỹ đã quan tâm đầu tư nâng cấp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên nhiều tuyến đường, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn quản lý. Tuyến đường từ DT376 đến DH42 qua địa bàn huyện dài gần 2,7 km, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trước đây, người dân sinh sống dọc hai bên đường và công nhân lao động vẫn cảm thấy bất an khi đi qua tuyến đường này vào mỗi buổi tối do nhiều đoạn vắng khu dân cư và lưu lượng phương tiện đông. Năm 2023, sau khi nâng cấp chỉnh trang xong tuyến đường, huyện Yên Mỹ đã đầu tư lắp đặt gần 80 cột chiếu sáng với tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng. Trước kia thì thường hay xảy ra tai nạn. Huyện ta cứ làm được cây đèn chiếu sáng ở đường là nó rất kịp thời giúp cho an ninh trật tự. Tức là về trộm cắp trên đường này nó bớt đi. Còn mặt khác thì công nhân đi sớm về tối rất thuận lợi. Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân các xã Thanh Long, Ngọc Long, Tân Lập, Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã đầu tư cải tạo mở rộng tuyến đường quy hoạch số 4 dài trên 2,8 km, trong đó dành kinh phí trên 5,8 tỷ đồng, lắp đặt 76 cột chiếu sáng. Trước kia là chúng tôi đi là nó tối tăm mà không dám đi tập thể dục. Rồi hạ tầng phát triển chúng tôi đi lại nó được sạch sẽ, thoáng mát. Đồng thời là có một cái điện chiếu sáng là chúng tôi đi tham gia giao thông cũng như là đi làm công về thì nó được an toàn. Trước khi lắp cái hệ thống đèn chiếu sáng này thì chúng tôi đi làm về ca đêm ấy, về cái tiềm ẩn rất là nhiều cái rủi ro cho chúng tôi. Từ khi được huyện quan tâm lắp đặt cái hệ thống chiếu sáng đường này thì chúng tôi đi về rất là an tâm. Từ năm 2023 đến nay, huyện Yên Mỹ đã đầu tư gần 50 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, gồm gần 650 cột đèn trên các trục đường tỉnh, đường huyện qua địa bàn, đồng thời tuyên truyền vận động các xã thị trấn trích kinh phí kêu gọi xã hội hóa, lắp đặt được nhiều đèn chiếu sáng tại các tuyến đường trục chính, đường liên xã, liên thôn. Các tuyến đường được thắp sáng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông vào ban đêm, góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công điện yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau.
người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của ngành lĩnh vực, đơn vị quản lý không đảm bảo an toàn thông tin mạng để xảy ra sự cố nghiêm trọng, khẩn trương rà soát đánh giá công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, gửi kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 29 tháng 4 năm 2024. Trường hợp xảy ra sự cố tấn công mạng, tuân thủ nghiêm túc các quy định về ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Sở Thông tin và Truyền thông ngoài hướng dẫn các sở ngành địa phương rà soát đánh giá tình hình đảm bảo an toàn thông tin mạng, cần chủ trì phối hợp công an tỉnh thực hiện giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh. Công an tỉnh chủ động rà quét nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng và các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của tỉnh. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4, huyện Phù Cử tổ chức lấy ý kiến cử tri trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2013-2015. Và đến nay đã có gần 98% cử tri của hai xã Minh Tiến, Tiên Tiến đồng tình ủng hộ với chủ trương trên. Trong đó đã lấy ý kiến của gần 2.700 cử tri của trên 1.200 hộ tại 6 thôn ở hai xã Minh Tiến và Tiên Tiến. Có những thôn tạo được sự đồng thuận 100% như thôn Phạm Xá, Phù Oanh, xã Minh Tiến, thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến. Chính quyền các xã đều thành lập tổ lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phân công nhiệm vụ các thành viên trong tổ. Lấy phiếu cử tri xuống từ hộ gia đình và đề nghị cử tri cho ý kiến tại nhà. Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, Hội đồng Nhân dân hai xã sẽ tổ chức kỳ họp xem xét, ban hành các nội dung và trình lên Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo kế hoạch, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 4, tất cả các xã trong diện sáp nhập của huyện Ân Thi sẽ triển khai lấy ý kiến cử tri và thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Theo kế hoạch, huyện Ân Thi sẽ tổ chức lấy ý kiến của hơn 18.200 cử tri trên 11.000 hộ gia đình của 6 xã Văn Nhuệ, Đa Lộc, Hồng Vân, Hồng Quang, Tân Phúc và Quang Vinh. Đến thời điểm hiện tại, huyện Ân Thi đã hoàn thành việc in ấn lấy phiếu ý kiến cử tri và bàn giao đến 6 xã nằm trong diện sáp nhập. Các xã thành lập các tổ công tác ghi sẵn thông tin các cử tri theo danh sách đã niêm yết từ trước. Việc lấy ý kiến cử tri sẽ được thực hiện theo từng thôn và đến từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền để người dân hiểu về chủ trương, mục đích sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thông qua hệ thống băng rôn khẩu hiệu, loa truyền thanh, các tổ dân vận cộng đồng, các cuộc hội họp. Vừa qua, công ty cổ phần Thuận Đức tại cụm công nghiệp Lương Bằng, huyện Kim Động tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Qua 17 năm hoạt động tại tỉnh Hưng Yên, công ty đã mở rộng lên 6 nhà máy, tạo việc làm cho 1.800 lao động với thu nhập bình quân 11,8 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước 27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt trên 40 tỷ đồng. Các sản phẩm chính gồm hạt nhựa, bao bì PP, túi siêu thị, bao đựng nông sản, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản và EU. Doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, mã cổ phiếu là TDP. Tại đại hội đồng cổ đông thống nhất cao về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, phấn đấu đạt tổng doanh thu gần 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 70 tỷ đồng. Tôi tin rằng trong tương lai Thuận Đức sẽ mang lại được nhiều những thành tựu cho quý cổ đông và những người lao động. Hôm nay, thực hiện theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 năm 2024, các môn thể thao trong giai đoạn 2 của Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh lần thứ 11 năm 2024 đã chính thức được tổ chức thi đấu. Giai đoạn 2, Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh tổ chức thi đấu với các môn bóng bàn cờ vua và bóng đá nữ cho phổ thông tại các điểm, nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên và Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tất Thành. Trong đó, môn bóng bàn có hơn 70 vận động viên đến từ 10 đoàn phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và 9 đoàn đến từ các trường trung học phổ thông. Môn cờ vua có 86 vận động viên đến từ 39 đoàn của các phòng giáo dục và các trường trung học phổ thông. Môn bóng đá nữ trung học phổ thông với 68 vận động viên từ 7 đoàn thi đấu. Giai đoạn thi đấu thứ 2 của Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh lần thứ 11 năm 2024 sẽ diễn ra tới hết ngày 19 tháng 4. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.